Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Du lịch Xuyên Việt Oi, hay còn gọi là Công ty Xuyên Việt Oi, và một số cơ quan tổ chức liên quan ra xét xử vào ngày 20 tháng 11. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ năm 2016 đến năm 2022, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, cựu giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oi đã đưa hối lộ cho nhiều cựu quan chức nhằm trục lợi bất chính. Nổi bật trong danh sách là ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Bên cạnh tội danh nhận hối lộ, ông Thọ còn bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Vì Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định, ông Thọ đã nhận số tiền hơn 22 tỷ đồng từ cựu giám đốc Công ty Xuyên Việt Oi. Cụ thể, ngày 3 tháng 7 năm 2021, ông Thọ được bổ nhiệm bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Nhằm nâng cao uy tín cá nhân, ông đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty Việt Oi tại Bến Tre, hứa hỗ trợ vay vốn và thúc đẩy các dự án lớn. Ngày 7 tháng 12 năm 2021, Công ty Việt Oi được thành lập, sau đó vay 400 tỷ đồng từ Vietinbank chi nhánh Bến Tre. Dưới áp lực của ông Thọ, chi nhánh này đã nâng tỷ lệ tín chấp lên 40% để đáp ứng yêu cầu của Hạnh, dẫn đến việc giải ngân hơn 892 tỷ đồng từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022. Trong quá trình này, ông Thọ đã nhận 200.000 đô la Mỹ cùng nhiều tài sản giá trị khác từ Hạnh, gồm một gậy gốc trị giá 1,1 tỷ đồng, một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 đô la Mỹ và một xe ô tô Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng. Ngoài ra, một số cựu quan chức khác bị truy tố về tội nhận hối lộ gồm ông Nguyễn Lộc An, cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính, Lê Duy Minh, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về việc tiếp nhận vật chứng và số tiền khắc phục của các đương sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, các tang vật và tiền do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển sang Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh gồm hai giai đoạn. Về tang vật, giai đoạn 1 gồm có tài liệu về cổ phần là 23 sổ sở hữu cổ phần với hơn 2,34 tỷ cổ phần, 1.307 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 34 sổ tiết kiệm với hơn 617 tỷ đồng. Các thiết bị điện tử khác bao gồm điện thoại di động, ổ cứng CPU, máy vi tính để bàn, máy tính xách tay. Giai đoạn 2 gồm có 79 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Vietcombank với tổng số tiền là 38,6 tỷ đồng, gồm 2 thẻ mang tên Chu Duyệt Hằng trị giá 31,9 tỷ đồng, thẻ mang tên bà Trương Mỹ Lan có số tiền 6,7 tỷ đồng, 2 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Vietcombank trị giá 2,5 tỷ đồng, 1 sổ tiết kiệm tại Eximbank trị giá 10 tỷ đồng. Các tang vật khác gồm một túi xách hiệu Hermes, 8 máy tính xách tay, 10 điện thoại, 5 ổ cứng, 3 đầu thu kỹ thuật số. Theo Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, các khoản tiền gồm có hơn 1.786 tỷ đồng và hơn 26,6 triệu đô la Mỹ. Đối với các khoản tiền do các tổ chức cá nhân nộp khắc phục tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh được thống kê là hơn 2.464 tỷ đồng và 400.000 đô la Mỹ. Trong đó, nộp trong giai đoạn xét xử sơ thẩm là 390 tỷ đồng, nộp sau khi có bản án sơ thẩm ngày 11 tháng 4 là 2.073 tỷ đồng và 400.000 đô la Mỹ. Như vậy, tổng số tiền đang tạm giữ trong tài khoản của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển và do cá nhân tổ chức nộp tại cục là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu đô la Mỹ, tương đương 685 tỷ đồng. Trước đó, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn đề nghị ngày 23 tháng 10 của bà Trương Mỹ Lan. Nội dung đơn nêu ý kiến trình bày đề nghị liên quan đến việc tổ chức thi hành án phần dân sự
Theo bản án số 157/2024/HS/ST vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bản án số 504/2024/HSST ngày 17 tháng 11 năm 2024 vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, gồm việc ưu tiên thi hành án cho các bị hại là các trái chủ trong giai đoạn 2, thứ tự xử lý tài sản kê biên phong tỏa, cách thức thi hành án đối với một số tài sản. Đáng chú ý, trong đơn này, bà Trương Mỹ Lan cho biết, đối với một số tài sản không liên quan đến vụ án, không bị thế chấp, không bị kê biên và tài sản bạn bè cho mượn để bán, chuyển nhượng nhằm có thêm nguồn tiền để khắc phục hậu quả, thì cho phép gia đình chủ động tìm kiếm đối tác khách hàng để tiếp tục phát triển hoặc chuyển nhượng. Theo bị cáo Lan trình bày, riêng đối với một số tài sản có nguồn gốc từ trước năm 2012 bằng số tiền kinh doanh tích góp của gia tộc suốt gần 50 năm qua, trong đó có một số tài sản đang thế chấp tại ngân hàng SCB, một số đang bị kê biên và nằm trong danh mục phụ lục của bản án sơ thẩm. Phần tài sản này một phần được hình thành từ thời ông bà để lại nên đề nghị Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh xem xét để xử lý thi hành án sau cùng. Trường hợp xử lý các tài sản nêu trên đã đủ khắc phục hậu quả, thì số tài sản này xin các cơ quan chức năng giải tỏa kê biên, giữ lại làm tài sản, làm kế sinh nhai cho gia tộc. Để tạo điều kiện cho việc xử lý tài sản khắc phục hậu quả vụ án được hiệu quả và nhanh chóng, giảm bớt thiệt hại cho những bị hại và những người có liên quan, bà Lan kiến nghị Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan xem xét tạo điều kiện để được chủ động thi hành án khắc phục triệt để hậu quả vụ án một cách hiệu quả nhất. Bình Dương, công an triệt xóa đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn, bắt nhiều đối tượng hoạt động tín dụng đen. Tây Ninh cứu hai người trong đám cháy ở cửa hàng đồ thờ cúng. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã điều tra triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn do Lền Chi Và, sinh năm 1984, và Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1991, cùng ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thực hiện. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Và đã thuê đất và thuê nhân công lao động để mở xưởng cơ khí tại khu vực xã Trà Cổ, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, làm nơi chế tạo, gia công các bộ phận, linh kiện của súng tự chế và lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh, sau đó bán lại cho các đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính. Tiếp tay cho Và, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu đứng ra lập kênh YouTube và các tài khoản mạng xã hội để giới thiệu, quảng cáo, đăng bán các loại súng đạn do Lền Chi Và chế tạo. Hiếu còn mua súng từ nhiều nguồn trên mạng để bán lại. Từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, hai đối tượng này đã bán thành công 33 khẩu súng cho 26 người ở nhiều tỉnh thành, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Một số thanh thiếu niên mua súng để phòng thân, săn bắn, nhưng sau đó đã dùng cho các mục đích phạm pháp. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 23 đối tượng liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố theo Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 11, Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo, cùng sinh năm 1994, ngụ thành phố Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, hai đối tượng Hải và Hào đã đến tỉnh Bình Dương thuê dịch vụ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, phát tờ rơi thông tin cho vay tiền và gắn số điện thoại để người có nhu cầu vay tiền liên hệ nhằm hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2024 đến nay, hai đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo đã sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng cho vay 52 khoản vay, với lãi suất mỗi tháng là hơn 20 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính số tiền khoảng 600 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bầu Bàng thông báo đến các cá nhân, tổ chức có vay tiền của các đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo, nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bầu Bàng để phối hợp giải quyết. Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 11, tại cửa hàng kinh doanh đồ thờ cúng trên đường Phan Văn Chiêu, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Lúc này trong nhà có hai người bị kẹt trong nhà, gồm ông TTQ, 79 tuổi và cháu TTA, 12 tuổi.
ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại chỗ và người dân đã dùng bình chữa cháy khống chế tạm thời đám cháy, đồng thời báo tin cho lực lượng chữa cháy. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Tây Ninh đã điều nhiều phương tiện chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường. Sau khoảng 1 giờ, ngọn lửa đã được dập tắt. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công hai người bị kẹt bên trong căn nhà nói trên để đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, hiện sức khỏe của cháu TTA đã ổn định, trong khi ông TTQ bị bỏng nặng, được chuyển viện đến thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Chiều tối cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ chi phí 10 triệu điều trị cho gia đình các nạn nhân.